trời lấy ăn thịt bò, ăn hải sản hay là ăn kem nhỉ? Mà đã muốn ăn cả bạn phải đến Mr. Mlem, mô hình nấu nướng duy nhất có 6 cơ sở ở Hà Nội. Nghe số 6 là đã thấy uy tín rồi. Thế là lại phải lom dom bước đi ăn buffet. Ăn ở đây có hai loại chảo, chảo này và chảo giấy bạc. Mình là chọn chảo giấy bạc. Mà điểm cộng của quán, thứ nhất là điều hòa siêu mát, thứ hai là hộp bơ chưa bóc siêu, thứ ba khi ăn sẽ được tặng cái tạp dề. 10 điểm tâm lý. Thứ tư, đũa này là đũa dùng một rất lần, rất chi là yên tâm. Mà vào đây gặp quầy lai ấy, nó cứ phải gọi hoa mắt luôn. Nhìn cái bò lưỡng tảng có đã không? Đã luôn. Cái sốt ở đây thì có 3 loại và có cả cách hướng dẫn mix cho mọi người. Còn về nước mọi người chỉ cần bỏ thêm 20k là có thể uống coca và trà sữa thoải mái luôn. Hải sản ở đây thì mọi người cứ thoải mái, đa dạng từ bạch tuộc tươi, tôm tươi, nó có cả phiên bản viên chiên luôn. Và đây là miếng bò lưỡng tảng phô mai, nó là tấm lòng của một caramel dành cho tôi. Nhìn nó thấy nhức nách rồi. Bạn nào mà là fan của phô mai đến với cái quán này là hợp lý luôn. Ngon quá. Mai dẫn tôi đi tiếp nha. Ăn xong đang định đi về thì mấy anh chị nhân viên lại bê cho cái giỏ kem ra. Ui giời ơi, đầy đủ các loại luôn, có cả kem Mbappé. Hỏi mới biết cái combo ấy có cả buffet kem, quá tuyệt luôn. Ăn xong tưởng mất đống tiền, ai dè mấy anh chị giới thiệu cho chương trình Live Pet. Chỉ cần Live Pet ấy, mọi người sẽ được giảm 20k mỗi người. Ui giời, không có gì tuyệt vời bằng. Quần chân giờ gì nữa, xách ba lô và đi thôi mọi người, rất đáng để thử nha. Và giờ thì bye bye.